always bright as Friday night, on my way to paradise, driving down the road to your place, house is dark, anybody home, you're cooped up. Cho đến hiện tại thì mình đã chơi được với chị Linh khoảng 1 năm rồi. Thì trước đây hai chị em cũng đã ở chung với nhau 2 tháng trước đây. Thì thực ra là cũng thực sự là quá là bất ngờ. Đợi chờ cái ngày mà chị Linh được rước đi rất là lâu rồi. Và cũng rất là may mắn là anh Minh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Qua một thời gian, cháu Linh và cháu Minh, hai cháu được phép của ông bà, bố mẹ đôi bên cho phép các cháu tìm hiểu nhau. Đến nay các cháu đã thuận tình vợ ý, để các cháu đã có ý kiến với ông bà, bố mẹ đôi bên cho phép các cháu kết hôn cùng nhau. Đến nay các cháu đã được phép của chính quyền đôi bên cho phép các cháu kết hôn. Quan viên hỏi nhà gái đón tiếp chú đáo và trọng thị. Thay mặt đoàn, chúng tôi xin được cảm ơn. Chúc chị Linh và anh Minh hạnh phúc mãi mãi bên nhau nhé. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng hạnh phúc hai vợ chồng. Chúc hai vợ chồng sớm sinh quý tử.